Xin chào bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một con len mới của Miki, đó là 12mm T2.2. Và con len này là con len cine ha. Len cine là len dành cho quay phim, chuyên cho quay phim luôn. Và len này sẽ dành cho máy rớp, ví dụ như ngàm 43 là Olympus, Panasonic, dòng của LED Magit đó, cái dòng chuyên để quay phim. Và bây giờ mình sẽ điểm qua một số thông tin cho các bạn xem ha. Đây, loại lens là lens cine. Khẩu độ lớn nhất là T2.2, khẩu độ bé nhất là T22. Tiêu cự là 12mm, khoảng cách lens gần nhất là 22cm. Phi của nó là 77mm và trọng lượng là 606g. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra cho các bạn xem. Lần trước thì mình đã có clip mở hộp con 16mm T2.2 và 25mm T2.2 luôn rồi. Mình sẽ để link ở bên dưới cho bạn xem. Và clip này được tài trợ bởi 7 Artisan Việt Nam. Lưu ý là chữ Việt Nam có dấu ha. Và có thể là trong khoảng 1-2 tuần tới nó sẽ mình sẽ có thêm một con len của Miki nữa là 35mm T2.2 luôn. Vì trong tháng này là Miki ra khá là nhiều len. Rồi bây giờ mình sẽ bóc ra cho bạn xem. Đây là con len của chúng ta, 12mm T2.2. Tại sao khẩu độ mình đọc là T mà không phải là đọc F? Thì trong cái clip mà con 16mm á, mình đã nói rồi. Bây giờ mình sẽ nói sơ qua một chút. Nếu mà len dành cho quay phim á, khẩu độ nó sẽ là T. Còn len dành cho chụp hình á, thì sẽ là F. Nếu mà khẩu độ T so với khẩu độ F á, ví dụ như con này T2.2 đi, nếu mà so với khẩu độ F á, có nghĩa là 12mm F2.0. Rồi, ok ha. Đơn giản dễ hiểu như vậy thôi. Còn các bạn mà muốn biết sâu thêm thì các bạn có thể Google lên. Tại vì trong lý thời gian có hạn nên mình sẽ nói sơ như vậy. Và ở đây là khoảng cách lens nét, nó sẽ lens quay phim sẽ tính bằng mét và feet. Đây, khoảng cách lấy nét gần nhất là 0.22m, là 22cm á. Bây giờ mình sẽ mở nắp len ra cho các bạn xem. Đây là con len của chúng ta, bôi hoàn toàn bằng kim loại nha, nên rất là nặng, 606g luôn mà. Đây, và con này sẽ là ngàm 43, khách của mình mua ngàm 43. Mình được biết thì mấy con len quay phim thì chụp hình rất là đẹp. Nếu các bạn nào có dư giả điều kiện một chút á, thì có muốn quay phim luôn á, thì mua mấy con len này về vừa quay phim vừa chụp ảnh luôn, cực kỳ đẹp. Và nếu các bạn nào muốn mua nguyên bộ len của Miki mà có các tiêu cự để các tiêu cự và khẩu độ để chuyên dễ quay phim á, thì mình có đầy đủ hết. Và đường link mình để ở đây và số điện thoại mình để ở dưới luôn, link mình để ở dưới luôn. Nếu các bạn nào muốn mua thì các bạn có thể vào link và inbox cho mình. Rồi, xin cảm ơn các bạn. Bên trong hộp thì cũng sẽ gồm có một cái túi đựng len như thế này, rất là xịn sò của Miki, và một cái khăn lau len.